Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, huyện Mường Khương đã thành lập hai đoàn kiểm tra đột xuất trong công tác phòng chống dịch COVID. Theo đó, vào ngày 3 tháng 4 năm 2020, hai đoàn đã tiến hành kiểm tra tại các địa phương trên địa bàn huyện. Tại các xã Thanh Bình, Lùng Vai, Bản Lầu và Bản Sen, đoàn đã tiến hành kiểm tra việc thực hiện chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng chống dịch COVID, đặc biệt là việc chấp hành chỉ thị của các cơ sở kinh doanh tại các địa phương. Theo đó, thực hiện chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ, các văn bản của tỉnh, huyện, các địa phương đã kịp thời triển khai và tiến hành tuyên truyền bằng nhiều hình thức và trên hệ thống loa truyền thanh của xã. Bên cạnh đó, tổ chức thành lập các tổ công tác tự quản phòng chống dịch COVID-19 tại mỗi thôn bản. Tuy nhiên, do tâm lý ngại đeo khẩu trang, nên tại một số cơ sở kinh doanh nhu yếu phẩm vẫn có tình trạng chủ cơ sở cũng như người dân chưa đeo khẩu trang. Do đó, đoàn kiểm tra đã tiến hành nhắc nhở và yêu cầu các địa phương cần đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền để người dân thấy được mức độ nguy hiểm của dịch bệnh COVID-19 và thực hiện nghiêm nguyên tắc chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ.